Xin chào các bạn. Tuần vừa qua của các bạn thế nào ạ? Hà Nội đang vào trong những ngày nắng nóng đỉnh điểm, nên các bạn hãy chú ý giữ gìn sức khỏe nhé. Và hôm nay kênh news của chúng mình sẽ lại gửi đến cho các bạn những tin tức nóng hổi về Hàn Quốc. Chúng ta hãy cùng thử xem trong 2 tuần vừa qua có những tin tức nào được quan tâm nhiều nhất nhé. Tin tức đầu tiên của ngày hôm nay là về sự kiện ra mắt show thực tế Beat Showcase, đồng sản xuất giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Buổi họp báo phát sóng giữa hai nước của chương trình Beat Showcase Quán ăn hạnh phúc là chương trình đồng sản xuất giữa Việt Nam và Hàn Quốc, được tài trợ sản xuất bởi Viện Trấn Hưng Nội dung Hàn Quốc và Bộ Văn hóa Du lịch Thể thao Hàn Quốc, đã được tổ chức tại rạp Lotte Kentaville, thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 6 tháng 6 vừa qua. Beat Showcase là chương trình đồng sản xuất giữa đài truyền hình Hàn Quốc KBS, công ty Fumodity Hàn Quốc và nhà sản xuất Việt Nam, công ty Nam Sito Creative, với hình thức show nghệ thuật kết hợp giữa việc nói chuyện và nấu ăn lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam. Chương trình có sự tham gia của 3 MC là Hyuk Tong PD, người từng tham gia các chương trình nổi tiếng tại Hàn Quốc như Noodle Road, Food Odyssey, ca sĩ kiêm diễn viên, MC người Hàn Quốc Harry Won, MC Đại Nghĩa của Việt Nam. Các MC sẽ là chủ của một nhà hàng tên gọi Bistro K trong một con hẻm nhỏ ở Hồ Chí Minh. Và trong 10 tập chương trình, họ sẽ tiếp đãi khách mời đồ ăn và tiến hành talk show. Họp báo có sự góp mặt của nhiều khách mời là các nghệ sĩ tham gia show như Đại Nghĩa, Harry Won, Ninh Dương Lan Ngọc, Diễm My 9X, Xuân Lan, Đỗ Mạnh Cường, cùng khoảng 250 khách mời khác đến từ các đài truyền hình, công ty truyền thông, báo chí. Chương trình được phát sóng đồng thời vào khung giờ vàng cuối tuần trên các kênh VI Channel HTV2, Today TV, UTV từ ngày 9 tháng 6 và dự kiến phát sóng trên toàn thế giới qua kênh KBS World và Arirang TV trong nửa cuối năm nay. Tin tức thứ hai là Hàn Quốc thông qua gói viện trợ 8 triệu đô cho Triều Tiên. Seoul viện trợ cho Bình Nhưỡng thông qua các cơ quan Liên Hợp Quốc khi 40% dân số Triều Tiên đang đối mặt với tình trạng thiếu lương thực. Bộ Thống nhất của Hàn Quốc, cơ quan phụ trách quan hệ liên Triều cho biết Seoul đã phê duyệt kế hoạch viện trợ cho Triều Tiên 8 triệu đô do lo ngại về tình trạng thiếu lương thực đang ngày càng tồi tệ. WFP và FAO tháng trước tuyên bố khoảng 10 triệu người Triều Tiên, chiếm 40% dân số, đang đối mặt với tình trạng thiếu lương thực trầm trọng do sản lượng thu hoạch thấp. Triều Tiên ngày 15 tháng 5 xác nhận đất nước trải qua đợt hạn hán nghiêm trọng nhất trong 37 năm qua. Đây là lần đầu tiên Seoul viện trợ cho Bình Nhưỡng kể từ năm 2015. Chính quyền Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hy vọng những cử chỉ thiện chí như gói viện trợ sẽ giúp thuyết phục Triều Tiên quay lại đối thoại với Mỹ. Trong cuộc điện đàm với ông Moon hồi đầu tháng 5, Tổng thống Mỹ Trump đã ủng hộ gói viện trợ nhân đạo này. Đàm phán về phi hạt nhân hóa giữa Mỹ và Triều Tiên bế tắc từ sau khi cuộc họp giữa ông Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hồi tháng 2 không đạt được kết quả. Tin tức tiếp theo, báo Hàn Quốc tiết lộ lý do Công Phượng không thành công ở Incheon. Thông tin câu lạc bộ Incheon United chia tay tiền đạo Nguyễn Công Phượng của đội tuyển Việt Nam gây bất ngờ cho báo chí Hàn Quốc. Nhưng nhiều chuyên gia cho rằng cũng là điều tất yếu vì anh vẫn chưa đáp ứng yêu cầu trong môi trường khốc liệt như giải K-League. Trang Hankook Ki viết, Công Phượng đã có 9 trận chơi ở Incheon, 8 trận ở K-League và 1 trận tại FA Cup. Trong tất cả trận đấu này, anh ấy không thể tạo ra dấu ấn hay đột biến cho đội nhà, vì vậy rất tiếc phải nói lời tạm biệt. Tờ báo này thống kê là các mốc sự kiện đánh dấu quãng thời gian chưa đầy 4 tháng Công Phượng sang Hàn Quốc, đặc biệt là trận ra mắt của chân sút mang áo số 23. Nhiều tờ báo Hàn Quốc cùng nhận định, sự kỳ vọng dành cho Công Phượng dần bị sụt giảm khi lần lượt ông Im Chung-myong và Yu Sang-chol thay thế John Addison làm huấn luyện viên Incheon. Áp lực và môi trường thi đấu K-League đầy khắc nghiệt đã gây ra không ít khó khăn cho cầu thủ đến từ Việt Nam. Nếu vẫn cố ở lại Incheon United, rõ ràng cơ hội thi đấu của Công Phượng sắp tới coi như bằng không,
nên việc cả hai chủ động chia tay là hợp lý. Theo đại diện Hoàng Anh Gia Lai, ngay sau khi kết thúc King Cup 2019, ngày 9 tháng 6 Công Phượng sẽ về lại Việt Nam để xin visa sang chơi ở Pháp. Lẩu hải sản Hàn Quốc siêu rẻ, tạo cơn sốt khắp chợ mạng. Lẩu Hàn Quốc có tên Tteokbokki đang tạo nên cơn sốt chưa từng có, được bán khắp chợ mạng với giá rẻ chỉ 65-85.000 đồng một set, nhân lẩu ngập tràn hải sản. Thời gian gần đây, món lẩu có nguồn gốc từ thứ sở kim chi thực sự tạo nên cơn sốt, tạo thành một trào lưu mới khiến giới trẻ phát cuồng. Trên các diễn đàn mạng xã hội, giới trẻ thi nhau chia sẻ các địa điểm có thể đến thưởng thức loại lẩu Hàn Quốc này. Trong khi đó, ở chợ mạng, lẩu tteokbokki lại đắt hàng như tôm tươi. Theo đó, trên mạng xã hội, món lẩu này được giao bán với giá khá rẻ, chỉ khoảng 65-85.000 đồng một set nhân lẩu cho từ 3-4 người ăn. Các set lẩu này được quảng cáo có tràn ngập các loại hải sản như chả mực xoắn, tôm surimi, cá viên, chả cá Hàn, thanh cua Hàn, tôm viên, xúc xích, tóc phô mai, bánh gạo, mì gói. Ngoài ra còn có thêm các loại sốt ớt đặc biệt hoặc gochujang để sẵn tiện pha chế vào nồi lẩu. Nhiều đồ mồi bán lẩu trên chợ mạng cũng thừa nhận, bất chấp thời tiết nắng nóng, lẩu tteokbokki vẫn tạo nên cơn sốt, thế nên mỗi ngày họ bán ra hàng trăm nồi lẩu loại này. Giá siêu rẻ, chế biến siêu nhanh, lại được thưởng thức món lẩu có xuất xứ từ đất nước Hàn Quốc, nên sinh viên các trường đại học thường xuyên mua ăn vào cuối tuần. Chợ thịt chó Gupo nổi tiếng ở Hàn Quốc sẽ chính thức đóng cửa vào tháng 7 tới. Đây là một tin vui cho những người yêu chó. Chợ Gupo là một trong những khu chợ lớn tại Busan, Hàn Quốc, nổi tiếng với việc cung cấp thịt chó tươi, đông lạnh. Xung quanh chợ là đầy rẫy những lồng nhốt chật kín chó chờ đến ngày mổ thịt. Song, mới đây, chính quyền địa phương đã thỏa thuận với các tiểu thương trong khu chợ về việc đóng toàn bộ cửa hàng, lò mổ vào tháng 7 sắp tới. Khu chợ này sẽ được quy hoạch thành công viên công cộng. Chợ Gupo đóng cửa là tín hiệu đáng mừng sau nhiều lần chính quyền các địa phương ở Hàn Quốc ngăn chặn việc mua bán, giết thịt chó. Trước đó, vào tháng 11 năm 2018, chính quyền thành phố Songnam đã phá hủy Taepyeong, cơ sở giết mổ chó lớn nhất ở Hàn Quốc và yêu cầu các nhà cung cấp thịt chó gần đó dừng hoạt động kinh doanh. Đầu năm nay, ông Park Won-sun, thị trưởng Seoul, tuyên bố sẽ yêu cầu đóng cửa tất cả các lò mổ chó ở thủ đô Hàn Quốc sau khi xem bộ phim hoạt hình về những con chó bị bỏ rơi. Tổ chức nhân đạo quốc tế HSA đã làm việc với các tiểu thương trong khu chợ Gupo trong suốt 4 năm qua nhằm giúp họ chuyển đổi mô hình kinh doanh. Qua việc đóng cửa khu chợ thịt chó lớn ở Busan, các nhà hoạt động nhân đạo mong muốn trong tương lai, những khu giết mổ chó khác sẽ sớm đóng cửa. Hôm nay, chúng mình đã mang đến cho các bạn những tin tức nóng hổi và đa dạng của Hàn Quốc được giới thiệu tại Việt Nam. Chúng mình sẽ cố gắng tìm thêm những chuyên mục thú vị hơn nữa để có thể mang đến cho các bạn trong những chuyên mục K-News sắp tới nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và đừng quên ấn like và subscribe ở phía bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn. Tạm biệt. Annyeong.